chào các bạn. Hôm nay, chúng ta đến với câu chuyện về cuộc đời sóng gió của nữ cướp biển khét tiếng, cầm kiếm, thống trị một thời vùng biển Caribe. Anne Bonny, nữ hải tặc khét tiếng, từng cải trang thành nam giới và dũng cảm đối đầu khốc liệt với mọi hoàn cảnh khi hành nghề do đàn ông thống trị và vốn tuyệt đối cấm kỵ với thân phận nữ giới. Là một trong những nữ cướp biển duy nhất được lịch sử ghi lại, Anne Bonny đã trở thành một tên cướp biển huyền thoại ở vùng biển Caribbean trong thế kỷ 18. Tóm tắt sơ lược về cướp biển sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn, và có lẽ trong tương lai cũng sẽ như thế. Mỗi khi thời buổi loạn lạc nổ ra, các quốc gia ven biển yếu đi là cướp biển lại trỗi dậy. Và hiện tại là cướp biển Somalia, quanh khu vực vùng sừng châu Phi. Không chỉ trong thế kỷ 21, hải tặc và chống hải tặc là cuộc chiến dai dẳng, kéo dài cả hàng ngàn năm qua. Gần đây, nhiều quốc gia đưa cả tàu hải quân hùng hậu đi dẹp loạn cướp biển. Nhưng nạn cướp biển tạo yên chỗ này lại bùng nơi kia. Có thể thấy, hiếm có nghề nào có bề dày lịch sử như cướp biển. Một số tài liệu cổ còn nhắc đến sự xuất hiện của một liên minh hải tặc có tên gọi các dân tộc biển từ thế kỷ 5-14 trước công nguyên, chuyên đi cướp tàu bè các nền văn minh Aegean và Địa Trung Hải. Sự tồn tại của liên minh này cho đến nay vẫn còn là một câu hỏi lớn cho các sử gia, vì thiếu các tài liệu để xác định cụ thể họ là ai. Trong suốt đêm trường Trung Cổ, những nhóm cướp biển không ngừng xuất hiện, khiến hoạt động giao thương đường biển bị đe dọa, đặc biệt ở biển Baltic, biển Bắc đến vịnh Bosnia là trên bờ vực sụp đổ. Trước sự lộng hành của cướp biển và quyền lợi bị đe dọa, các hội nhóm thương nhân và thành phố ven biển trong khu vực đã liên kết lại, tạo ra Liên minh Han, tồn tại từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 17. Bước vào kỷ nguyên thuyền buồm, từ giữa thế kỷ 16, Liên minh Han bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề nội bộ và bị các đối thủ mới nổi như Anh, Hà Lan thách thức trên biển rồi đi đến bờ sụp đổ vào thế kỷ 17. Trong khoảng 100 năm sau đó, từ năm 1620 đến 1720, chứng kiến nạn cướp biển phát triển mạnh và thường được biết đến với tên gọi thời kỳ hoàng kim của cướp biển. Đây cũng là giai đoạn của các cuộc khai thác thuộc địa và các cường quốc biển như Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vươn lên rồi suy tàn, những chuyến tàu chở châu báu từ Tân Thế Giới về lục địa già và các con tàu chở đầy nô lệ sang Bắc Mỹ. Sự thật trớ trêu, trong thời kỳ này lại tồn tại hai loại cướp biển, hợp pháp và bất hợp pháp. Cướp biển hợp pháp là những nhóm được sự bảo trợ của một quốc gia nhận lãnh trách nhiệm tấn công và cướp bóc tàu buôn của các nước khác, đôi khi còn truy lùng những toán cướp biển tấn công tàu của quốc gia bảo trợ. Những thứ cướp được thường được chia chác với phần lớn thuộc về cướp biển và số còn lại nằm trong quốc khố của nước bảo trợ. Như Francis Drake là một tên cướp biển hợp pháp nổi tiếng nhất nước Anh. Vào thế kỷ 16, ông ta đã nổi danh vì tấn công các tàu chở kho báu của Tây Ban Nha trở về từ Tân Thế Giới và chia sẻ lợi nhuận với nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Vì những thành tích của mình, Francis Drake được nữ hoàng Elizabeth đệ nhất phong tước hiệp sĩ và sau này trở thành phó đô đốc chỉ huy hạm đội Anh, góp phần vào chiến thắng trước hạm đội Tây Ban Nha năm 1588. Còn số phận những tên cướp biển bất hợp pháp thì sao? Nếu không đầu hàng thì giá treo cổ là không tránh khỏi. Vào tháng 11 năm 1720, ở Jamaica, thời điểm xảy ra nạn cướp bóc, từ New England đến vùng Caribe, cướp biển đe dọa mọi tàu thuyền của chính phủ lẫn thương nhân. Chính quyền Anh họ đã chán ngấy và chịu áp lực từ các nước láng giềng lên án. Và nữ cướp biển Anne Bonny cũng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của họ. Công lý nhanh chóng, chắc chắn thực thi, cô và các đồng đội của mình đã bị bắt vài tuần trước ngoài khơi Nebrin, một khu vực đầy cát ở phía tây Jamaica. Nhưng thuyền trưởng người Anh đang đuổi theo họ đã tung ra một loạt đạn đại bác, hạ gục nhiều tên cướp biển. Hầu hết thủy thủ đoàn đã bị treo cổ. Câu chuyện của Anne Bonny thật quyến rũ, mới phơi bày một nữ cướp biển. Ngay cả trước phiên tòa, tên của cô đã được đăng trên các tờ báo ở tận New England. Và theo thời gian, chiến tích của cô đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Năm 1724, chỉ 4 năm sau phiên tòa xét xử cô, một tác giả giấu tên giả đã xuất bản cuốn Lịch sử chung về Pirate. Cuốn sách đã gây chấn động quốc tế, một cuốn sách cung cấp thông tin về quan điểm của chúng ta về cướp biển ngày nay. Tác giả dựa trên một số cảnh, dựa trên những ghi chép, có thể xác minh được
nhưng có thể đã cường điệu thêm ra những thứ khác, bao gồm cả những câu chuyện về cuộc đời của Anne Bonny ở Charleston thời kỳ đầu. Tuy nhiên, hết nhà sử học này đến nhà sử học khác đã cướp đi những mẩu tin thú vị trong cuốn sách đó, lặp đi lặp lại những hư cấu cho đến khi chúng cảm thấy giống như sự thật. Điều này cũng dễ hiểu, công chúng tò mò, thích thú, đến ngưỡng mộ tại sao một cô gái lại có thể tồn tại giữa đám hải tặc coi trời bằng vung kia. Câu chuyện được tô điểm là câu chuyện mà Hollywood và những người yêu thích cướp biển yêu thích, kể về một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, yêu tự do, tham gia cùng những người tình của mình khi họ lang thang khắp vùng Caribe. Phụ nữ không được coi là cướp biển. Trên thực tế, nhiều tàu cướp biển lang thang khắp vùng biển Caribe trong thế kỷ 18 có một quy định rất rõ ràng và cụ thể, trẻ con và phụ nữ không được phép vào trong số đó. Nhưng với Anne Bonny, người không bao giờ tuân theo các quy tắc nào. Là một trong số ít nữ cướp biển trong lịch sử, Bonny được biết đến với mái tóc đỏ nổi bật và đôi mắt xanh lục, tính khí nhanh nhẹn, hung bạo và tình bạn của cô với Mary Reed, một nữ cướp biển khác, người đã đến tàu của cô một cách tình cờ. Sau khi Anne Bonny bị bắt vì tội cướp biển vào năm 1720, những chiến tích trên biển của cô đã trở thành huyền thoại. Khi thủy thủ đoàn của họ bị tấn công vào năm 1720, Anne Bonny và Mary Reed đã chống trả quyết liệt, trong khi hầu hết các đồng đội nam của họ co rúm lại vì sợ hãi. Một số người trong số họ đã quá say để có thể nhặt vũ khí lên. Điều này khiến Bonny phải hét lên, "Chò ơi, nếu thay vì những kẻ yếu đuối này, tôi chỉ có một số phụ nữ ở bên mình." Và đây là câu chuyện về Anne Bonny, nữ cướp biển hung dữ vùng Caribe. Những năm đầu đời của Anne Bonny. Anne Bonny sinh khoảng năm 1698 gần Cork, Ireland. Ngay từ hơi thở đầu tiên, Bonny đã bất chấp mọi quy ước. Cô là con ngoài gia thú của William Connacht, một luật sư đã kết hôn và người giúp việc của ông là Mary Brennan. Câu chuyện của Anne Bonny đã được đưa vào cuốn lịch sử chung về thuyền trưởng Pirate của sử gia Jack Johnson. Ông William Connacht yêu thương cô bé Bonny nhưng hy vọng giữ được cuộc hôn nhân nguyên vẹn, đã mặc quần áo cho Bonny như con trai và cắt tóc ngắn. Ông ta giới thiệu Bonny là Andy với người ngoài. Ông cho rằng cậu bé chỉ đơn giản là đang được đào tạo để trở thành thư ký của ông. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự thật thực sự đã lộ ra. Và để chạy trốn khỏi vụ bê bối, William Connacht đưa nhân tình và con gái vượt Đại Tây Dương. Họ định cư ở Charleston, Nam Carolina, thuộc Mỹ ngày nay. Mặc dù Connacht làm ăn phát đạt ở miền đất mới, kiếm đủ tiền để mua một đồn điền Mary Brennan, lại không may mắn như vậy. Hơn 10 năm sau, bà chết vì bệnh thương hàn. Sau cái chết của mẹ cô, tinh khí dữ dội và dũng cảm của Anne Bonny bắt đầu bộc lộ. Có thời điểm, cô bị cáo buộc đã dùng dao làm bếp đâm một cô hầu gái sau một cuộc tranh cãi và một số thông tin cho rằng cô đã giết người đó. Bonny cũng đánh đập một người đàn ông định cưỡng hiếp cô đến mức anh ta suýt chết. Sử gia Johnson viết rằng kẻ tấn công Bonny đã bị bệnh trong một thời gian dài đáng kể. Anna Bonny cũng bắt đầu sống một lối sống tự do hoang dã, qua đêm trong quán rượu và ngủ với những người say rượu. Cha cô không thích cách sống của cô, nhưng ông vẫn nghĩ rằng cô có thể tìm được một người chồng xứng đáng. Thay vào đó, Anne Bonny lại chọn một thủy thủ nghèo tên là James Bonny và kết hôn với anh ta vào năm 1718. Sử gia Johnson mô tả James Bonny là một người đàn ông thuộc về biển, là một thủy thủ nghèo và tầm thường, đôi khi còn làm cướp biển không đáng một đồng rốt. Cha cô đã nhanh chóng từ chối, không nản lòng trước sự phản đối của ông bố, Anne rời khu vực này đến New Providence, nay là Nassau, ở Bahamas cùng với người chồng mới của mình. Định mệnh thay, họ lại hướng đến một nơi trên thế giới được biết đến vào thời điểm đó là Cộng hòa cướp biển, được biết đến như nơi trú ẩn cho những tên cướp biển người Anh. Anne Bonny nhanh chóng chán cuộc sống hôn nhân, cô và chồng vỡ mộng về nhau. Anh ta tưởng rằng cô sẽ đến với anh ta bằng số tiền của bố cô. Và Anne lại nghĩ rằng anh ấy sẽ là người phá luật, giống như cô ấy. Thay vào đó, James Bonny đã trở thành một kẻ chỉ điểm để kiếm sống. Anh ta đã giúp truy tìm những tên cướp biển và nhận được tiền thưởng cho việc làm đó. Trong thời gian ở đây, Anne qua lại với những tên cướp biển trong các quán rượu địa phương. Cô ta gặp John Calico Jack Rockham, thuyền trưởng của tàu cướp biển Revenge, và trở thành người tình của hắn.
Anne bỏ chồng và đi theo Rackham, sống đời hải tặc. Phần lớn thời gian trên tàu Bonnie mặc đồ nữ, nhưng khi đi cướp bóc các tàu khác, cô ta cải trang thành nam. Vào thời điểm đó, việc phụ nữ làm cướp biển là điều hết sức bất thường. Một ngoại lệ đáng chú ý là tên cướp biển thế kỷ 16, Grace O'Malley, giống như Bonnie, là người Ireland. Nhưng hầu hết các tên cướp biển nam đều dùng mình trước ý tưởng để phụ nữ lên tàu vì họ bị cho là mang lại điều xui xẻo, đen đủi. Thủy thủ đoàn của Rackham cũng không tránh khỏi lối suy nghĩ này. Có thời điểm, một trong những tên cướp biển đã mắc sai lầm khi bày tỏ quan điểm của mình về sự hiện diện của Anna Bonnie trên tàu. Câu chuyện được kể lại, cô đã thách đấu tay đôi với hắn ta và trong cuộc đấu đã đâm vào tim hắn ta và ném xác xuống biển. Từ đó, Anne Bonnie được nhận vào băng. Hầu hết thời gian, với tư cách là người yêu của Rackham, cô ấy đều mặc quần áo phụ nữ. Nhưng Bonnie lại ăn mặc như đàn ông mỗi khi con tàu đi tấn công. Cô mặc quần tây và áo rộng, trang bị một thanh kiếm ở hông và một khẩu súng lục trên tay. Anne Bonnie đã gặp Mary Read định mệnh như thế nào? Mary Read sinh ra ở Anh vào khoảng năm 1691, là con gái của một quá phụ có chồng đã mất là thuyền trưởng. Mẹ của Mary Read có con trai đầu lòng là Mark, sinh ra không lâu sau khi chồng bà qua đời trên biển, và cậu bé này cũng không sống được bao lâu. Người mẹ nhanh chóng mang thai một lần nữa với nhân tình và sinh ra Mary Read. Để được nhận tiền chu cấp từ gia đình nhà chồng, mẹ của Mary đã cải trang con gái thành con trai để thay chỗ cho Mark, che đậy sự thật là Mark đã chết. Tuy nhiên, mẹ chồng của bà đã phát hiện bí mật này và ngừng cung cấp tiền. Để kiếm sống, mẹ của Mary tiếp tục cho con gái ăn mặc như con trai và bắt con đi làm người hầu ở các nhà giàu có. Mary sau đó gia nhập quân đội Anh, liên minh với các lực lượng Hà Lan chống lại Pháp. Cô đem lòng yêu một người lính Hà Lan và kết hôn với người này. Sau khi chồng chết trận, Mary lại tiếp tục cải trang thành nam và tham gia quân đội ở Hà Lan. Nhận thấy không có đường thăng tiến, Mary sau đó giải ngũ và lên một con tàu đến Tây Ấn, vùng Caribe. Chuyến đi này khiến Mary cũng bắt đầu cuộc đời hải tặc. Hai thân phận, Mary Read và Anne Bonnie, như sống cùng một hoàn cảnh cuộc đời. Những điều kỳ lạ có thể xảy ra trên biển. Khi thuyền trưởng Rackham đánh chiếm, cướp một con tàu ở Tây Ấn, anh ta đã tuân theo quy tắc ứng xử của cướp biển và mời những kẻ thù còn sống sót tham gia vào con tàu của mình. Chưa ai biết điều đó, nhưng Rackham sắp bổ sung một người phụ nữ thứ hai vào thủy thủ đoàn của mình, Mary Read, người ăn mặc như nam giới. Những tên cướp biển trên tàu chẳng mảy may nghi ngờ giới tính thật của Mary. Cô ta cũng hung hăng, tàn nhẫn, luôn sẵn sàng cướp bóc và liên tục chửi thề. Quần áo rộng giúp Mary che giấu thân hình thật và không ai thắc mắc về việc cô không để râu vì đa phần thủy thủ đoàn là thiếu niên hoặc thanh niên trẻ. Anne Bonnie bị thu hút bởi thành viên mới của thủy thủ đoàn. Sử gia Johnson viết rằng Bonnie đặc biệt thích Mary Read, người mà cô cho là một chàng trai trẻ, đẹp trai. Vì những lý do giấu kín mà chỉ bản thân mình biết rõ nhất, Bonnie tiết lộ với Mary mình là một phụ nữ. Và Mary cũng đã nói cho Anne biết mình thực ra cũng là nữ. Anne giữ bí mật và hai người trở thành tri kỷ, thậm chí một số nguồn còn cho rằng họ thực chất là người tình đồng giới. Ngày nay, khoa học tâm thần gọi đó là chứng rối loạn nhân cách ranh giới nam nữ, bắt nguồn từ cuộc sống bất ổn, nổi loạn, chống đối xã hội và việc giết chóc của họ nhằm thỏa mãn ý muốn trả thù cho những gì họ phải chịu đựng. Điều có vẻ rõ ràng là ở trong Reed, Anne Bonnie đã tìm thấy một người ngang hàng và là một người mà cô ấy có thể tâm sự. Reed giống như Bonnie có một tuổi thơ rất kỳ lạ. Cô cũng bị coi là đứa con ngoài giá thú, và trên hết, Reed còn ăn mặc như con trai và được đặt tên con trai giống hệt Anne. Khi Anne Bonnie và Mary Reed ngày càng thân thiết, thuyền trưởng Rackham ngày càng trở nên bực bội. Anh ta tin rằng Mary Read là một người đàn ông, là một đối thủ. Và ghen tuông dữ dội, Rackham dọa cắt cổ Read. Rackham nổi lòng thù hận, xông vào buồng của Mary và định cắt cổ cô. Mary đành kể rõ sự thật cho Rackham và Rackham đồng ý giữ bí mật. Một số thông tin cho rằng Read, Bonnie và Rackham đã thành lập hội ba người trên tàu cướp biển. Trong các trận cướp bóc, Anne và Mary chiến đấu ăn ý bên nhau, trên tay cả hai luôn lăm le dao, dựa và súng lục. Họ chiến đấu rất hăng và làm bất cứ điều gì, một nạn nhân kể lại. Đội hải tặc của Rackham cướp được rất nhiều của cải vào mùa hè và đầu mùa thu năm 1720. Vào tháng 9,
chúng cướp 7 tàu cá và 2 thuyền buồm gần đảo Abu. Vài tuần sau đó, Anne và Mary dẫn đầu một cuộc tấn công vào thuyền khác. Chúng giữ tù nhân trong 2 ngày rồi thả họ. Không có gì ngạc nhiên khi chính quyền đã chú ý vào ngày 5 tháng 9 năm 1720, một tuyên bố trên tờ Boston Gazette đã mô tả Rackham và thủy thủ đoàn của ông là những tên cướp biển và kẻ thù của Vương quốc Anh. Anne Bonny và Mary Read cũng đã tạo dựng được danh tiếng. Sau khi họ đột kích một chiếc thuyền, thuyền trưởng của nó đã nhớ đến họ như sau: phung phí, chửi bới và chửi thề nhiều, và rất sẵn sàng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì trên tàu. Gần nửa đêm ngày tháng 10 năm 1720, thủy thủ đoàn đang ăn mừng chuỗi may mắn của họ. Anne và Mary đang ở trên boong thì họ phát hiện một chiếc tàu bí ẩn đang bám đuôi tàu mình. Họ nhận ra đó là tàu của thợ săn cướp biển và họ đã hét lên thông báo cho thủy thủ đoàn, nhưng thủy thủ đoàn đã quá say để sẵn sàng chiến đấu. Một số người trong số họ đã bất tỉnh và những người khác tìm nơi ẩn náu dưới boong tàu. Khi con tàu bắt đầu bị tấn công, Bonny và Reed nằm trong số ít thủy thủ còn lại để chống trả. Thợ săn cướp biển Jonathan Barnett yêu cầu hải tặc đầu hàng, nhưng Rackham nổ súng chống trả. Barnett ra lệnh phản công và điều người lên tàu của Rackham để khống chế. Bị thua về quân số, thuyền trưởng Rackham ra dấu xin hàng và xin tha chết. Tuy nhiên, Anne và Mary không chịu đầu hàng. Hai nữ hải tặc vung kiếm và bắn chống trả người của Barnett. Mary hét lên với đồng bọn: nếu trong số các ngươi có còn là một người đàn ông, các ngươi phải tiến lên và chiến đấu như một người đàn ông thực sự. Reed đã khóc khi con tàu trở nên hỗn loạn, khi không có ai đến trợ giúp. Tức giận, cô ta đã bắn một phát đạn xuống bên dưới boong tàu, giết chết một thủy thủ đoàn của mình. Một bức tranh khắc đương đại về Mary Reed và Bonny, người nổi tiếng vì sự có thể dũng mãnh trong trận chiến. Nhưng nó không có tác dụng. Reed, Bonny, Rackham và những người còn lại bị bắt và đưa đến Jamaica, nơi họ hầu tòa. Những tên cướp biển sớm bị kết án tử hình. Đối mặt với kẻ treo cổ, Rackham đưa ra yêu cầu cuối cùng. Anh ta muốn gặp Anne Bonny trước khi chết. Bonny đồng ý gặp lại người yêu cũ và là thuyền trưởng của cô. Nhưng cô không mang đến cho anh ta những lời ấm áp. Gặp Rackham trong phòng giam, cô nói với anh ta rằng cô rất tiếc khi thấy anh ta ở đó, nhưng nếu anh chiến đấu như một người đàn ông thì anh ta không cần phải bị treo cổ như một con chó. 10 ngày sau, Anne và Mary cũng bị kết án treo cổ. Tuy nhiên, họ được hoãn thi hành án vì cả hai cùng có thai. Sau khi kiểm tra, tình trạng của họ đã được xác nhận. Họ được gửi đến các phòng giam liền kề để chờ đợi sự ra đời của con cái họ. Mary Read chết trong tù vào ngày 28 tháng 4 năm 1721. Tuy nhiên, không ai hoàn toàn chắc chắn chuyện gì đã xảy ra với Anne Bonny. Có thể cô ấy đã chết trong tù giống như Reed. Nhưng một số nguồn tin khác cho rằng danh tiếng tốt và tiền bạc của cha cô đã giúp cô thoát khỏi nhà tù. Những lời kể này cho thấy cô ta đã trở lại Nam Carolina, kết hôn lần nữa và có con. Điều gì đã xảy ra với cô ta kể từ đó, sử gia Johnson viết: chúng tôi không thể nói được, chỉ có điều chúng tôi biết là cô ấy không bị xử tử. Di sản của Anne Bonny hôm nay: một bức chân dung của Anne Bonny từ loạt phim chính Cướp biển Tây Ban Nha. Mặc dù những câu chuyện về Anne Bonny được viết vào khoảng thời gian nó xảy ra, một số nhà sử học lưu ý rằng những câu chuyện này sau đó đã bị dập tắt. Có lẽ vì làm như vậy, họ sẽ không khiến những phụ nữ khác có những ý tưởng hoang đường. Giáo sư Kate William lưu ý câu về Bonny và Reed đã phá vỡ ranh giới, giới tính và khiến mọi người choáng váng vào thời điểm đó. Họ là những người tiên phong trong một xã hội độc quyền do nam giới thống trị. Họ đã tạo nên con đường riêng của mình, nhưng họ đã bị lịch sử lãng quên. Câu chuyện của Anne Bonny có thể đã bị che giấu vào thế kỷ 18 và 19, nhưng dường như nó đã có được sức sống mới vào thế kỷ 20 và 21. Điều đó nói lên rằng sách lịch sử hiếm khi có nhiều thông tin về Bonny. Tuy nhiên, hình ảnh của cô vẫn góp mặt trong các bộ phim như Anne of Indy 1951 và Through the Eyes of Man 2013. Bonny cũng đã được miêu tả trong trò chơi điện tử Assassin's Creed IV, Black Flag và trên truyền hình Black Sail. Ngoài ra, cô còn xuất hiện trong các bài hát, tiểu thuyết và manga. Vào tháng 11 năm 2020, tình bạn của Anne Bonny với Mary Read đã được bất tử qua bức tượng hai người phụ nữ đứng cùng nhau trên đảo Bước ở Vương quốc Anh. Từ đó, họ có thể dõi mắt tới vùng biển nơi họ tìm thấy tình yêu, sự tự do, vinh quang và cuộc phiêu lưu từ nhiều thế kỷ trước.